Đến sáng 10 tháng 8 năm 2023, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân thiệt hại vụ cháy nhà dân trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, hơn 19 giờ ngày 9 tháng 8, người dân sống trên đường Nguyễn An Ninh, phường 14, quận Bình Thạnh bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Chạy tới kiểm tra, họ phát hiện căn nhà số 12 đang bốc cháy ngùn ngụt. Ở các khe cửa, khói đen bốc ra nghi ngút, cục khói bốc cao chục mét và lan ra khu vực lân cận. Thời điểm xảy ra vụ cháy, căn nhà đang khóa cửa trong. Bên trong căn nhà có một cụ già bị mắc kẹt. Người dân khu vực hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Bình Thạnh điều nhiều xe chuyên dụng cùng 20 chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp lực lượng tại chỗ, người dân khu vực hỗ trợ chữa cháy và cứu nạn. Cụ già cũng được giải cứu khỏi vụ cháy ngay sau đó. Khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Một số người dân khu vực cho hay, thời điểm vụ cháy xảy ra, chủ nhà đều đã đi vắng, chỉ còn một mình cụ già thần kinh không ổn định ở bên trong căn nhà khóa cửa trong. Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ.